Có cách nào để biết được rằng cái xương chậu nó bị hẹp đó, khi nó chuẩn bị đẻ đúng không? Thì chúng ta có thể chụp X quang, X-ray. Chúng ta sẽ đo cái khung xương chậu, khung xương chậu đúng không? Thì các bác sĩ có thể hình dung ra cái cánh xương chậu này đúng không? Đấy, mình vẽ hơi xấu tí nhưng mà rất đẹp đúng không? Đó, đây. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn cái cửa ra xương chậu, cái chỗ nào mà nó hình tròn, cái chỗ hình tròn ấy. Đấy, chỗ hình tròn chúng ta sẽ đo cái bề ngang đấy, đo bề ngang đấy, và chúng ta sẽ đo với cái đầu của con, được chưa? Đo với cái kích thước đầu con. Nếu đầu con mà nhỏ hơn cái kích thước của cái khung chậu này thì có thể sinh được, ok chưa? Đấy, chứ còn nếu mà đầu con mà lại to hơn hoặc bằng cái kích thước của cái khung chậu này thì khó sinh. Đấy. Và thế có bác sĩ bảo chả nhẽ em không có X quang thì giải quyết kiểu gì được, mình thì chuyên không chơi xét nghiệm, không chơi X quang mà được. Thế thì chúng ta hãy 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 bôi bôi trơn cái đầu ngón tay ma thuật, được chưa? Bôi trơn bằng bất kỳ cái gì mà có thể bôi trơn, và chúng ta sẽ chọc vào trong cái chỗ hormone, và chúng ta sẽ ngoáy, chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, sẽ kiểm tra hai bên. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó bị hẹp xương chậu hoặc gãy xương chậu hoặc u chậu, thế hết, được chưa? Sẽ thấy. Nhưng mà để mà thấy được thì các bác sĩ phải phải biết được cái khung chậu bình thường thì nó như thế nào. Đấy, cái xương chậu đâu rồi, cái khung chậu bình thường thì nó như thế nào. Đấy, và khi chúng ta biết cái khung chậu bình thường rồi, chúng ta sờ vào khung chậu bất thường nó gãy hoặc nó hẹp thì chúng ta biết ngay